Chào các bạn, sau gần 2 năm hoạt động ra mắt được khá nhiều clip thì hiện tại hai nghề đã có một đợt tuyển diễn viên số lượng lớn. Các bạn nào có sở thích, có đam mê về diễn xuất, sẵn lòng cống hiến, mang lại niềm vui, nụ cười cho tất cả mọi người. Các bạn có thể tham gia bằng cách gửi hồ sơ theo mẫu tại địa chỉ sangvietmedia.na@gmail.com. Các tính trực tiếp sẽ diễn ra vào 7 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại địa chỉ Nún Cà Phê 176 Nguyễn Thiệp, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các bạn sẽ phải thể hiện một tiết mục do mình chuẩn bị, có thể là diễn một mình hoặc có bạn diễn đi cùng. Với tiểu phẩm này không bắt buộc các bạn phải hoàn toàn sáng tạo mà có thể sưu tầm hoặc diễn lại của một ai đó, miễn rằng các bạn thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Rất mong sẽ được gặp tất cả các bạn, lan tỏa cộng đồng, kết nối đam mê. Cảm ơn các bạn rất nhiều.